quá rung lắc luôn mọi người à. Woo. Những ai yêu tim đừng xem nhá. Vào quê quá phết luôn mọi người à. Lần đầu tiên cả trái rồi nha. À. Ui dạ. Rồi mọi người, giờ mình sẽ quét này. Mọi người thấy bầu mật mọc phê không? Trời à, quá khủng luôn mọi người ơi. Mà không biết bắt kiểu gì nữa. Trời ơi, mật quá khủng luôn. Ong tuyến đá cực kỳ khó bắt luôn. Đấy nha các bạn nha, hiện tại thì chúng tôi vừa mới phát hiện một tổ ong khoái ở hang đá vách đá nha. Bây giờ thì đang thiết kế để mà bắt nha. Đó, đang thiết kế một cái cây cũng như là treo dây xuống để bắt nha. Phải làm sao để mà đảm bảo tuyệt đối nha các bạn nha. Mấy cái tổ này là rất là nguy hiểm nha. Ở đây là cảnh quan là rất là đẹp luôn. Cái tổ ong ở dưới này nhá. Tổ ong ở ngay dưới đó. Đấy mọi người. Bắt ong trong vách đá nhá. Rất chí là khó luôn. Đang thả cây mọi người à. Đó. Ong nó chưa chỉ đã tới đốt rất chi là nhiều mọi người à. Một găng tay không có nổi nhá, nên là mình phải hai găng tay mọi người. Trời ơi, đó là phê. Ôi, ăn quá là không nhéo rồi. Chưa quá mọi người ạ. Đó. Ê đâu với chồng. Đó mọi người, cây mới tới đó rồi. Hai người ở trên mình ở dưới đây nhá, mà còn kêu mà còn không nghe thấy mọi người ạ. Ong nó bay rất chi là nhiều, nghe tiếng vu ve này rất chi là đá tay á mọi người. Bay quá nhiều luôn mọi người ạ. Giờ là chuẩn bị chiều đấy mọi người. Rồi, hai đứa ở dưới đây phụ nhá. Thật chí là phê luôn à. Bắt ong trên vách đá mọi người. Nó ong rất chí là phê mọi người à. Mình sẽ đu theo cây đây đây nhá. Ừ? Cơ cơ cho nào. Cơ cho anh chúa cái tên nào. Rồi mới. Mới mưa phun xong mọi người, chân có trời luôn. Không dễ thì để mà trèo lên nhá. Đá dân dụng. Lưu dây chuột trăng này. Cắt trụ yên cơ. Quá rung lắc luôn mọi người à.
Những ai yếu tim đừng xem nhá. Vòng quê quá phết mọi người. Lần đầu tiên cả tay rồi nha. Ôi dạ. Hả? 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 Ông ổn lắm. Dùn gì ngay. Hả? Mẹ mẹ khi có chỗ xấu à? Em có dám áp bằng tay. Đây nào. Hả? Đúng rồi. Ui xa. Ha. Ui xa. Quá phê rồi. Trời ơi. Không biết phải diễn tả như nào. Lần đầu tiên chinh phục tổ ong vách đá rồi à. Mà tổ này là phê nhất. Không phải là lần đầu tiên nhưng mà mỗi tổ này mà mất một ngày công rồi à. Thả dây nào, thả dây cho cậu. Đó mọi người, phải buộc đây. Cho hai đứa nó giật cái cành này. Mình mới vô được sắt tổ mọi người à. Hả? Thấm áng, nó xuống tròn ra đó. Đó mọi người phải buộc rất là chắc nhá. Không phải là đùa đâu. Mê to tăng của mẹ. Mê tình tí lô dê, mê khoa tí dê, mê chó. Chứ bó bò. Quá phê lắm mọi người. Đó hai đứa nó ở dưới nước rồi. Khí lọ này. Quá xa luôn. Quá phơi luôn. Liệu sĩ có leo được lên lên tháo dây không nhá mọi người. Mình nghĩ là không leo được. Hả? À? Sâm lắng lắng là to tiệp lấy rồi. Cho 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 dùng lên. Ôi có chỗ chỗ đấy, má mả chó. Má mả chó. Chó phụm lãng ớ. Cần đá sử dụng phụm lãng ớ. Đó mọi người, đã tiếp cận tổ ong rồi đó. Mấy mấy khóa rồi, sao bố lưu lượng rắn ở dưới hả? Cơ mất phía để cơ quân tới giá, hố các lưu dưới à? Tao là bố cơ là. Sao bố lãng lưu dưới cơ à? Tao bố cơ là, bố cơ là. Quay lỡ.
đấy giờ quả chôm lắng hay đây kéo giọt tiếu thôi để ao thầy tìm ở này là qua đây. Rồi ôi, cái mảnh, cái phiến đá này là nó bày ở rất chi là nhiều lần nhé mọi người. Tổ đây mình đếm là tổ thứ 17 nhé mọi người ạ. Nó toàn những tổ rất chi là phê. Và nó dễ bắt hơn nhiều. Mà không ai bắt nhé mọi người. Hôm nay mình qua và thấy nhưng mà hơi khó. Tại vì nó nằm một tốt trong đây, cỡ một sải tay cơ mọi người ạ. Khi chua đó nhá. Ừ, dưới này không mua nữa. Đôi bầu mọi người, giờ mình sẽ quét này. Mọi người thấy bầu mật cà phê không? Trời à, quá khủng luôn mọi người ơi. Mà không biết bắt kiểu gì nữa. Hello. Trời ơi, mật quá khủng luôn. Ong phiến đá cực kỳ khó bắt luôn. Trước khi bắt là phải kiểm tra bảo vệ cho nó chắc chắn mọi người nhé. Kéo mà nó bứt phá luôn rồi à. Đấy rồi. Cực phê luôn à. Tổ ong phiến đá này. Giờ mình tiến hành cắt nhé mọi người à. Hello, ôi bên trên thôi. Có rất chi là nhiều mật chứ. Không dễ dàng mình bắt được tổ này mọi người ơi. Rất chi là khó ăn luôn. Hello. Chào mời chú ông. Trời ơi, lần đầu tiên bắt ong một tay đó mọi người. Đó, lần đầu tiên bắt ong một tay nhé mọi người à. Không thể mà, không thể nào mà với hai tay được đâu. Đó, tổ ong này. Ôi, quá chi là phê luôn. Ong này lại làm bầu mật ngang á, mới lạ. Lần đầu tiên bắt ong vách đá một tay đó mà không biết bên trên ong như nào nhá, tại à tổ ong nó ngang như này nè, mọi người thấy khó chưa, quá khó lắm mọi người. Coi có bắt được không nhá. Quá nguy hiểm lắm mọi người ạ. Không phải đùa nhá. Chúng nó có chuột chưa ta? Gối đó mọi người ơi. Quá khó ăn.
tí sọ cá dễ là. Cực kỳ khó bắt lắm mọi người à. Tổ này chắc mình không lấy được sạch ở tốt trên được đâu. Mình chỉ lấy được nhiêu đấy thôi nhá mọi người. Nói chung là hơi phí đó nhưng mà không phải tổ nào cũng bắt được đâu mọi người à. Trời ơi, còn nhiều quá luôn hai đứa. Trời ơi, còn nhiều quá luôn hai đứa. Thôi mọi người, tổ này mình lấy mật thôi nhá. À, lưu nhờ năng lưu lại. Trời ơi, bắt con khó nhất mùa này. Mùa này tổ này khó nhất rồi. Không có tổ thứ hai nữa. Quá khó luôn. Tổ năm nay chắc là khó nhất mùa mọi người. Thôi, bốc cho nó nhanh. Bốc cho nó nhanh mọi người. Đấy mọi người thường lấy mật dế và cứ chê bai á. Mình chỉ nói những ai mua mật là toàn chê mọi người à. Không biết cái khó của mấy anh em đi rừng đâu. Trời ơi, nó phải mất cỡ một ký à mọi người. Đó, mình đi lấy khó vậy mà chắc chỉ được mấy cân mọi người ấy. Tổ ong khó nhất năm đây mọi người. Tổ ong khó nhất năm là có thật. Đó, chắc cũng được 3-4 cân mọi người à. Như mấy mỏng bé mà to cho luôn lâu. Mấy mỏng bé mà to cho luôn là. Ờ. Lời lá má mảo á. Má mảo qua sữa. Má mảo cho sốt sốt qua lo. Cho thở tiết chút lúa tàu đó mà. Cặp bụi chút lúa tàu đó mà. Tàu lá. Cái gió á. Gió lên trời lấy nhắn tỏ. Trời ơi, chưa có tổ học nào mà khó hơn tổ này mọi người ơi. Cho bạn, cho bạn, cho bạn run trụ lại. Nó tài chính là gì? Cho bị có lùi tài chính là. Ui xa. Tổ ong khó nhất năm rồi à. Cho tới rồi.
Ui xa, dùng lắc rỡ mắt mọi người ơi. Mặt còn dính cái cây này, trơn nữa. Dùng lắc rỡ mắt mọi người ơi. Mặt còn dính cái cây này, trơn nữa. Xong. Sống rồi người ơi. Hello. Mọi người xem thành quả. Cho mọi người xem thành quả luôn. Đây. Mùa mật cá phê. Quá bự nhá mọi người. Tiếc là hơi là khó bắt. Đó. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.